Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Bác quay lại đây, bác đứng ngồi xuống xem có được không ạ? Bác ngồi xuống ạ, bác ngồi xuống đi ạ. À, bác cứ bò cũng được không sao, bác cố gắng hết cỡ. À, còn tự nhiên là cái phản xạ về bệnh tật nó không cho phép mình ngồi. Bò lên. Dạ. Nhưng mà bác chưa mổ đúng không? Dạ chưa, người ta bảo mổ thay khớp khoảng độ trên 100 triệu. Thì tiền là một vấn đề nhưng mà nghĩ đến sợ. Đi không thể đi hai chân được. Dạ. À cũng vậy vậy à, cứ phải vịn rồi là cứ phải à, dạ, không, phải vịn. Tức là không có dám bước hai bước ạ. Dạ dạ dạ. Đó. Nói chung là xuống thì cái chân trụng là chân trái. Dạ. Lên thì chân lên thì phải cũng à chân phải ạ. Dạ dạ, tóm lại là khó đi cầu thang lắm. Khó đi. Nào chân gân cơ, vì lúc người ta đau thì cơ thể tự động rút, ok chưa? Mình nhìn này, hai cái gót cơ chân á, một bên thấp một bên cao, mắt cá chân cũng vậy, lệch nhau một bên thấp một bên cao, và đầu gối cũng sẽ một bên thấp một bên cao, ok chưa ạ? Mình đo ba cái điểm đó được chưa? Cái này thấp, cái này cao. Tiên này, chúng ta sẽ lách nghiêng cái ngón tay mình, day vào cái thần kinh giữa khe ngón 4-5, nó nằm sâu ở đây này đó. Mình bình thường mình đẩy máu thì mình để đẩy trên này, nhưng bây giờ mình day thần kinh, mình sẽ day nghiêng vào đây và lách sâu vào. Bác này bác nghe đau đó. Nào bây giờ chúng ta sẽ đo lại chân. Sau khi xay thần kinh ngón 4-5, chúng ta đo lại chân. Bác để thẳng chân ra, mọi người nhìn hai cái chân lúc nào. Vừa có tiếng cổng trong. Dạ vâng, bác cứ để thẳng chân cho mọi người nhìn. Rồi hai chân sao rồi ạ? Bằng nhau. Đâu có gì đâu ạ, đây là chúng ta đang tác động lên thần kinh trung ương đó. À lát nữa chúng ta ai cũng làm được chuyện này. Nó có một cái điểm nút, tức là cười rất nhanh. Nó như là cái luồng khí nó nóng, nó sọc vào. Đúng rồi đó. Vì ở bên này thì nó kèm theo khi xuống đó là có tiếng cỡ. Nghe đó, bàn đũa. Là tức là có một lúc cô dây tôi tưởng không chịu nổi nữa. Sau đó nó chạy vào nách một cái thì nó rất nhanh thôi. Lúc này cô dây mấy lần. Chúng ta sẽ bật ngũ bội tam tinh. Rồi, bật ngũ bội tam tinh, mọi người nhìn đây. Chúng ta sẽ bẻ cái chân lên này, mọi người nhìn, rồi lát tôi sẽ cho mọi người xem phim ở trên màn hình, và chúng ta về xem đĩa nữa nha. Chúng ta về phải xem đĩa nữa để chúng ta học. Chúng ta sẽ bẻ cái chân cho nó mềm ra một chút ha. Rồi sau đó thì đây, mình sẽ bật ngũ bội và tam tinh. Thì ngũ bội tam tinh là sao ạ? Tức là mình sẽ đặt tay vào cái khe giữa cái ngón chân và cái bàn chân, thì chúng ta sẽ bật ngang cái sợi gân. Đây, cái chỗ này là cái cục xương ở cái bàn chân, và đây là ngón chân, thì giữa nó là một cái khe tiếp ra giáp giữa hai bên, thì chúng ta sẽ đặt lên và chúng ta sẽ bật. Đây mọi người nhìn này, bắt đầu chúng ta làm từ ngón út. Khi mà bật ngũ bội xong thì chúng ta sẽ bật tam tinh. Và chúng ta bật tam tinh thì chúng ta nhớ là phương pháp của bà Lịch, ngũ bội tam tinh chính là bí quyết và quyết định cái thành công, và nó sẽ giúp phục hồi chức năng. Thì chúng ta cũng bật vào cái sợi gân ngón cái chúng ta này, mọi người nhớ này, đây là cái bàn chân này, cái làn ranh á giữa cái bàn chân và ngón chân á, chúng ta sẽ đặt cái ngón cái vào đây và chúng ta cũng lách bật qua cái sợi gân. Ok chưa ạ? Khá nhiều không bác? Khá nhiều chứ. Áp hẳn lên nhẹ. Đặc biệt mấy cái người liệt đó. Bây giờ chà cái đầu gối chỗ nào? Dấu điểm mà cái đầu gối đau mà không có co được á, thì chúng ta sẽ dùng cái gân nè, cầm cái cục đá lạnh và nó xoa ngay cái điểm đau của mình. Chưa ra cái gót này nè. Úp vào, hỏi chúng ra úp vào. Mỗi người bệnh nó ta có bớt không nhỉ? Có bớt đau không nhỉ? Để lên bắt nó cảm thấy dễ chịu hơn, dễ chịu hơn. Bắt vừa để gặp đấy. Ép vào thấy mềm hơn lúc trước rồi đó.
cái chỗ nào mà có cảm giác khó chịu nhất thì đặt cái chỗ lạnh cho nó. Mãi đau, tới đây rồi nè. Đó, đây đau. Đó, đó, thấy chưa? Rồi bên kia cũng vậy. Bên này đỡ nhiều. Đỡ nhiều lắm. Bên này có đỡ không? Đỡ nhiều. Nãy có tới đây là lúc nãy đau rồi. Cái chỗ nào đau như đây nè. Ờ, bây giờ xuống mềm đấy. Giờ nín tinh luôn, không thấy la. Cái đặc biệt của nó là khi mà mình nằm lạnh á thì nó sẽ làm bớt đi cơn đau. Giờ là bệnh nhân đang phê. Làm đau nhiều thế đó. Nó như gây tê mà. Gây tê tại chỗ. Ngon nè. Sướng. Sướng. Nó còn bớt đau rồi hả? Sướng đi. Giải quyết cái đó. Rồi mọi người xem. Từ từ nhé. Từ từ đừng nói. Bỏ banh không thầy? Bỏ chứ. Bỏ banh vào chứ. Rồi. Em đi. Rồi chụp em. Hít vào. Từ bắt kéo ra chứ. Ra chứ. Ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thở ra. Hít vào. Hít vào. Chị tới đó rồi. Đau không bác? Có còn đau gì ra. Thở ra. Rồi, không cần ai nữa thôi. Bắn tập tay ngưng. Trời ơi, hôm nay buồn lắm. Đi ngon này ha. Bác không cần à? Không cần để đỡ à? Ồ, khá là được. Mừng. Đi, đứng tay cầu thẳng. Sướng, chân sướng. Tới rồi nè. Rồi, sau chưa đi tập tay rồi chưa? Chỗ Hà sao bị cấn hết vương? Hà nằm dưới đây. Hà nằm dưới đây. Rồi, được rồi, kẹp vào. Sau đó người bệnh nhớ ngồi sát mông vào tường. Người bệnh ngồi sát mông vào tường thẳng lưng lên. Sẽ lấy hai tay của mình kéo cái chân mình hết cỡ vào. Kéo hết cỡ nào có thể. Đúng rồi, kéo hết cỡ có thể. Và chúng ta lấy tay, rồi kéo hết cỡ chưa? Chúng ta kéo cái đầu gối ra ngoài. Có cái đầu gối ra ngoài. Rồi, thêm tay có cạnh nào cũng hơi cho ra chưa gì. Chúng ta cho một cái gì đó này. Chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ mở với cái van tĩnh mạch. Đây, làm cho cái mắt này. Đây, anh ai âm thầy này. Để mọi người nhìn cách nha. Cách lớn chúng ta sẽ mở với cái đẩy. Đó, bác thấy chưa? Phục, thấy chưa? Thấy chưa? Tắt cả đống ở đây này. Và chúng ta đẩy này, chúng ta kéo vào. Và chúng ta kéo vào như thế là để làm đả thông. Để mở mấy cái van tĩnh mạch này. Nó bị tắt lâu, các bác này bị lâu lắm rồi đấy. Mấy chục năm chứ không phải mới đâu nha. Đẩy cả, đó, lục cục á. Và chúng ta đẩy hai cái chỗ này nha. Và chúng ta sẽ vuốt xung quanh này. Vuốt xung quanh vào phía đầu gối, vuốt xung quanh vào. Mình làm như thế khoảng 10 lần, 20 cái. Rồi lúc này sau khi chúng ta làm xong á, thì lúc này là chúng ta đang mở. Rồi dưới chân ra thì bây giờ ông thầy làm giúp tôi. Là mình sẽ dùng hai tay, mình sẽ vuốt từ đây đi qua đầu gối thôi. Ok, làm khoảng 10 lần. Rồi, anh vuốt từ dưới đi qua đầu gối luôn. Vuốt đi qua đầu gối luôn. Đó, đúng rồi. Vì sao chúng ta làm như vậy? Ngon rồi. Khá hơn nhiều rồi đấy, khá hơn. Đi được rồi, lúc nãy đâu có đi được. Một thanh niên rồi đó. Mà ngon rồi đó. Bước được đúng không? Lúc nãy đâu có bước được. Quá ngon rồi, lên bây giờ chạy được rồi. Thưa bác sĩ Châu và cô. Chữa bệnh nhưng mà lại rất vui. Chữa bệnh khỏi bệnh mà rất vui. Đau cười ra nước mắt nhưng mà là vui. Tiếc rằng đến với bộ môn này hơi muộn nhưng mà rất là tốt. Bởi vì qua hơn 10 năm chữa đủ các thứ. Glucosamine Mỹ uống. Rồi các phương pháp khác, rách, rồi tiêm chất nhờn. Nằm bệnh viện uống thuốc bắc. Nhưng mà rồi nó không được như hôm nay. Mong rằng đây nó chưa phải là kết quả hoàn toàn, nhưng mà so với lúc sáng thôi khoảng nó thay đổi khoảng 60-70%. Mà cái vui cái là ngoài thầy Châu và cô giáo
tất cả đây ai cũng là thầy hết rồi. Xin sẽ lấy cái suy nghĩ mà nó nhiều khi chưa thành lời, nó hơi là lạ lùng. Không phải là bệnh viện với bệnh nhân, không phải là thuốc men chữa, nhưng mà nó rất hay. Xin chân thành rất là hay. Cái phương pháp mình đó là nó cứ vua hơi sơ bơ, tức là mình khi mà mình cho thì mình sẽ được nhận, cho nên nó là khi mình làm cái này được á thì mình cứ giúp cho những người, mình chỉ cho những người khác thực hiện với mình. Điều quan trọng là gì, bây giờ là bác á là mình tuổi lớn rồi, cho nên là đừng bao giờ quên một cái điều á là chườm nóng cái vùng gan để cho các cái mao mạch nó giãn ra, máu huyết nó được lưu thông ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai á là cái chỗ mà bị đau cái đầu gối đó thì sẽ chườm hai cách, tức là mình chườm đá, mình bỏ trong ngăn đá, mình chườm lạnh, lạnh xong mình chườm nóng, nóng xong mình chườm lạnh, mình thay đổi liên tục để cho những cái mao mạch đó là nó được lưu thông và nó giãn ra. À, lúc nó co, lúc giãn, lúc co, lúc giãn thì nó sẽ không còn đau nữa. Và ngoài cái chuyện mà tác động lên trên cái người mình là một chuyện, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là phải chườm đá liên tục. Của tam tinh sau này chúng ta sẽ đến cái phần gọi là ép chân. Ép chân thì người bệnh nhân sẽ nằm ngửa như thế này. Và chúng ta sẽ đặt một cái trái banh vào cái que chân. Rồi, gặp như sau. Thấy rất là vui ạ. Tại vì thực ra thì cũng đi nhiều cái phương pháp lắm rồi, cũng uống nhiều thứ thuốc lắm rồi. Nhưng mà rốt cuộc thì thấy ở đây cũng mới học được vài ngày. Nhưng mà thực chất ra là cái ngành này nó là một ngành khoa học. Nó rất là khoa học. Dạ. Và nhìn thấy cái kết quả nó tức thời luôn. Dạ. Không cần ai nữa. Đã tập tay nhau. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.